ấy, gặp người quen sao làm ngơ vậy? Ai không hả? Chào hỏi gì vậy? Ai hả? Ấy không nhận ra tôi hả? Ê, cô Đen, cô Đen, cô Đen. Ê, im, mày đi mày. Mới về hả cô Đen? Im. Gì vậy? Trời, mày la cái tên tao, trời ơi, cái miệng xinh như vậy mà hét cái chữ cu đen, nghe thiệt. Cái đó là cái tên hồi xưa của tao thôi. Bây giờ tao tên khác rồi. Tính gì mày cu đen thì tao gọi mày cu đen thôi. Con nhỏ hai mơ này mày bớt kêu tao vậy đi. Bây giờ mày phải kêu tao là Philip Đen. Gì? Philip Đen. Trời ơi, nó méo không à. Tiếng Anh nó khó kêu lắm. Phải kêu là Philip Đen. Thôi, gì? Philip hả? Philip Đen. Tên kỳ á. Mày im. Trời ơi, sao mày đẹp mà cái miệng mày nói cái gì tao cũng thấy cũng sợ như vậy. Người ta là Philip Đen, còn mày nói là cái đó là cái quần. Quần gì? Mày không biết tiếng nước ngoài luôn hả? Cái đó là cái quần tao với mày bận đó. Du duyên vừa phải thôi, tự nhiên đòi mặc chung quần với tao vậy? Mày điên, mày mới du duyên á, mày quê mùa quá hai mơ ơi. Mày, tao là Philip Đen, còn mày kêu là cái Philip Đen là cái đó là cái quần nhỏ tao với mày bận, mày hiểu không? Cái tên của người ta đang ở trên trời, mày kêu xuống cái mông luôn à. Mày tên là Philip hay là Philip gì vậy? Philip Đen. Cái mày, đối với tao mày chỉ là thằng cu đen thôi. Mà bây giờ phải kêu tao vậy, mày không được kêu bậy bạ nữa, người ta nghe người ta hiểu dầm tao sao? Hiểu dầm là hiểu gì? Hiểu lầm tao. Phải kêu là vậy. Ê, nói nghe nè, mới chỉnh về hả? Mới trên Sài Gòn về hả? Mới ở trên thành phố về, ở chỉnh về, tôi quýnh mày bây giờ, ở trên đó về. Nghe nói mày ở chỉnh mày chạy bàn đúng không? Nó này quê quá, mày suốt đời mày chắc ở quê quá, mày không bao giờ lên thành phố được quá. Mày lên thành phố mày sẽ biết tao, tao nổi tiếng ở trên đó rồi. Hồi xưa chạy bàn hồi xưa thôi, còn bây giờ hả, tao nói thiệt mày, tao là chức vụ của tao bây giờ là một vị bếp trưởng. Một vị bếp trưởng? Một vị bếp trưởng ở một cái nhà hàng 5 sao cao cấp, nhà hàng hạng sang. Bây giờ là tao bây giờ khác xưa rồi. Mình tao đi ngang qua cái là nghe mùi sang trọng, mình thấy tao sang trọng hả? Mày thấy đâu, mày thấy chưa? Trên người chỉ toàn và đồ hiệu thôi. Mày thấy chưa? Ghê hả? Ủa bây giờ mặc đồ hiệu là phải dậy hoài luôn hả? Bình gì nè, ánh sáng mặt trời vậy? Nó mới chiếu vô mới sáng bóng được, mày thấy chưa? Thôi ghê quá. Thấy Ủa, chưa? Ủa sao đi về đi? Trời, chúng mày về để khoe với mọi người nè. Nhưng mà băng đứng ở đây bị kẹt chút xíu, đang đợi phà. Mày đang, mày bị khôn quá. Đang đợi phà rước qua bển. Làm gì có phà ở đây? Có đây cầu nè. Khỉ nè. Mày đi qua cầu khỉ, mày đi về nhà em tao một cái đi. Ủa đây không có phà hả? Trời ơi, mày mới lên Sài Gòn có hả? Không có bao lâu hết mà mày xạo quá, mày nổ quá, mày điên hả? Trời ơi, sao đây đúng là quê mùa luôn. Bây giờ còn xài cầu khỉ, không xài phà. Trời, bên nè, bây giờ tao khác xưa rồi. Bây giờ mặc đồ hiệu như thế này. Trời, mang đồ dài nữa, mang đồ dài hiệu nữa. Đi qua cầu khỉ, cầu tre lắc lẻo này, nó té, nó lộn cổ xuống ao sao? Thì ra nãy giờ mày đứng lanh quanh ở đây, không đi qua cầu khỉ là sợ hư đôi giày mày hả? Trầy dài. Dài nhiêu dữ hả? Nó không phải phe với hai mơ nha. Đôi giày của Philip Đen trị giá 8 triệu. 8 triệu? Phải, chạy nước miếng liền đúng không? Nè. Đôi giày 8 triệu đen lùi vậy hả? Trời chứ gì? Trời ơi trời. 8 triệu hả? Thiệt. Phải liền. Nè. Ê, làm gì vậy? Làm gì hai mơ? Thì tao coi cái sợi dây nhiêu tiền. Cái đôi giày 8 triệu, tất nhiên sợi dây trị giá của nó là nhiêu? 7,5 triệu. Trời ơi, sợi dây mà 7,5 triệu. Đúng rồi, giá trị là cái sợi dây đó. Mày không biết chơi đồ hiệu rồi. Vậy tao lấy sợi dây. Mày vô duyên. Tự nhiên cái đồ hiệu của người ta là phải phối hợp lại mới ra 8 triệu. Vậy thôi mày đứng đây đi. Mày đứng đây tới mùa mít cũng không có đòi cho mày đi về đâu ha. Không, nhưng mà chạy đôi giày hiệu tao sao? Vậy giờ muốn sao? Mày không tin thì tao giày hiệu thiệt mà. Không bao giờ tin, mày là chuyên gia nổ. Trời ơi, nói thiệt nè, mày cầm coi, tao nói thiệt, đôi giày này hả, mang hả, tao còn sợ chày nữa đó. Mày nhìn đi nè, đó. Ủa, nhẹ thiệt mày? Nhẹ hiều luôn. Nhẹ thiệt đó, thấy chưa? Bây giờ vậy nè, tao sợ chày đôi giày lắm. Bây giờ tao với mày sẽ có thỏa thuận vậy. Tao thì lên trên thành phố đi thang máy nè quen rồi, bây giờ đi qua cầu khỉ nó hơi chua chút xíu. Bây giờ mày có thể nào cõng tao qua cầu thủy không, rồi xong tao bo cho mày cho nhiêu tiền? 100 ngàn. 100 ngàn của mày lớn quá ha. Tao cho mày 200 ngàn á, mày cõng tao qua cầu khỉ đi. Cái vụ này ngon mày. Ê, tao cho mày 500 ngàn luôn. Mày chơi luôn, chơi
Đây, cổng tao qua cầu khỉ. Cái gì? Mất tiền ra đưa tao 500 ngàn. Trời ơi, thì bây giờ mày cổng qua nó đi chứ mày lấy tiền của tao rồi xong rồi mày không cổng tao qua sao? Ê, con rắn kìa. Đừng, tao sợ rắn. Tao sợ rắn, đâu? Mày sợ nó đâu? Hả? Nó đâu? Con rắn đâu? Dưới chân mày kìa. Đâu không có thấy. Nó đang ở đâu? Nó đang ở đâu vậy? Quê. Tao giỡn á. Chứ làm gì có con rắn đâu. Ê, nó dài với cái bịch đồ hiệu của tao. Trả không. Tao. Không. Ê, trả cho tao chứ. Bây giờ mày mà hả lạng hoạng tao thảy xuống cái sông á nha. Ê, đừng. Trời ơi, đồ hiệu mất tiền không nói mày ơi. Bình tĩnh. Đồ hiệu hả? Ừ. Cho tao đưa giày 8 triệu nha. Ê, hai mơ. Sao mày lấy đồ của tao, mày lấy giày của tao vậy hai mơ? Mấy người ta về quê gặp cướp. Cướp kìa. Có ai ở đây không? Nó đang đi qua cầu khỉ kìa, có ai dí nó không? Cướp. Mày đứng đó. Tao thảy xuống sông nha. Ê, đừng. Ê, mấy người ta cướp. Đừng. Cướp. Ê, mấy người ta. Con nhỏ hai mơ này quá đáng lắm. Mày lấy hết đồ hiệu của tao, làm cho bây giờ tao phải biến thành thằng cu đen. Quá trời đẹp thù rồi. Thù này tao phải trả. Sang trọng quá. Ủa, đen, làm gì ngồi đây vậy? Gì vậy? Trúng gió hả? Sao kia cứng? Mày là đẹp phải không, đẹp không? Mày là sang trọng không? Cu đỏ. Cái gì cu mày... đỏ? Cu đỏ đúng không? Thôi đừng có kêu bằng cu đỏ nữa. Bỏ cái chữ trước đi. Mình đổi với là Philip đỏ. Chắc Philip đỏ. Đồ này là đồ của Philip đen mà. Đâu mày có bộ đồ này vậy? Đâu có, đâu biết đồ này của ai đâu. Thì tôi thấy hai mơ bán thì tôi mua thôi. Có hai mơ bán mấy bộ đồ này cho mày. Trời ơi, nhìn thấy đẹp mà, thấy giống ca sĩ được thì nọ, sang trọng không? Trời ơi, ca sĩ gì? Cái đồ này là đồ của tao á, nâng cấp của tao nó bán cho mày hả? Thôi, trời ơi, mặc đồ này cái xong thấy người ta mặc đồ được. Thời thượng cái bắt đầu là thấy sang, bắt quan làm họ, đồ này nọ, đồ bắt đầu xin dơ phải không? Thôi nha, đồ này mới mua nha, đừng xin nha. Xin dơ gì trời, đồ này đồ của Philip đen mà tự nhiên giờ thành Philip đỏ vậy đây nữa. Ủa? Đâu quan tâm. Trời ơi, né ra đi nè, đừng có nhảy sờ rừng, bắt con dơ nó dài đồ này nọ nữa. Gì vậy, gì vậy? Đừng lết mạnh quá. Sao đừng vậy? Lết mạnh chày dài đó. Ôi đôi dài này con mơ nó bán cho mày luôn hả? Đúng rồi, nguyên bộ luôn á, nguyên cây luôn. Nó bán bao nhiêu? 80 à. Cái gì vậy? Gì vậy? Thôi đôi dài 8 triệu mà nó bán 80. Tao chuộc lại 100 ngàn. Cái gì? Đôi dài mua 8 triệu luôn hả? Tao chuộc lại. Vậy là tính là dài này của mày hả? Tông, tôi chuộc lại 100, mày mua 80, tôi chuộc lại 100. Rồi, đưa tiền đây. Bao nhiêu? 18 triệu. Cái gì quên lên dữ vậy mày? Có gì đâu ngạc nhiên. Đôi giày này giá trị của nó chỉ có 8 triệu thôi. Nhưng mà trên người của Philip đỏ là phải 18 triệu, chuộc không? Không chuộc thì thôi. Trời ơi, Philip đen 8 triệu, vô Philip đỏ 18 triệu luôn hả? Trời ơi, đỉnh đạt liền. Trời ơi, mày đừng có quá đáng vậy chứ, ơi, chạy dài đó. Bình tĩnh, trời ơi, mày kêu con mơ nó chơm đồ của tao, lấy nó đưa mày đó. Bây giờ mày cho xin lại đi. Không xin gì hết trơn. Mình bỏ tiền ra mình mua mà, thấy không? Lên cơ thể của Philip đỏ một cái là phải sang trọng liền, phải lên cái giá liền. Bây giờ không chuột đúng không? Không chuột, không có tiền chuột hả? Hay sao? Không có tiền chuột. Trời ơi trời. Ê, mày đừng nhẹ đôi giày chứ. Bộ đồ mắc tiền không á mày. Bình thường không, từ lúc mang đôi giày này vô một cái ha, là ta nói trên mọi nẻo đường luôn nè, thấy không? Cầu tre lắc lẻo nè. Ôi, chạy dài. Bước đi gọn gàng nè. Ôi. Thấy không? Ê, quên. Hình như mày đâu có đi cầu được phải không? Xạo phải không? Đâu có, đi vẫn thường, sáng nào cũng đi. Không, cầu tre nè. Khó không? Bữa hổm mang đôi giày không dám đi. Nó trời chạy ơi. Không có, mang đôi giày vô một cái là ta nói là cái tốc độ di chuyển là liếm mót liền. Ôi, đừng mạnh quá. Bây giờ muốn qua cầu không? Trời ơi, bữa hổm lỡ dạy
con mơ nó nhát con rắn đó, tao sợ quá rồi, nó lấy đồ tao đi, bây giờ cho tao xin lại đi. Thôi xin gì, có đâu xin, tại mày con rắn mà cũng sợ nữa, tự nhiên cái dục hết rồi xong rồi cái bây giờ tao mua rồi tự nhiên cái chuột lại là sao? Ôi đừng đá vào lái nữa, tao lại mày luôn á, mày cho tao xin lại đôi giày với bộ đồ. Né ra đi, tao đi được xin nữa đừng. Tao lại mày luôn. Con rắn kìa, con rắn kìa, né ra đi, con rắn nó cắn mày. Mày đừng chơi trò tâm lý đó nữa. Bữa hổm con mơ nó chơi cái chiêu con rắn này rồi, nó chôm hết đầu của tao, mày muốn rắn không? Rắn thiệt nè. Con rắn thiệt nè, sáng tao bắt nè. Nè, đi, đi, ôi, chạy đôi giày, đi ra. Ôi, trời ơi. Ôi, con mơ này nó quá đáng quá rồi. Lấy đồ tôi nó bán cho cả xóm luôn trời. Mai mốt Philip đen, bây giờ tự nhiên có Philip đỏ rồi mốt. Philip hồng, Philip tím rồi nữa, nguyên một cái xóm Philip không. Mơ, thù này tao sẽ trả. Con nhỏ này, đi đâu vậy, nó hẹn cho đã rồi. Thì các con gặp nó chắc chửi đó chứ. Hey. Ôi, đâu mà mặc đồ kỳ mày? Tự nhiên đồ kỳ, đồ đẹp, tự nhiên kêu đồ kỳ. Mày hẹn tao cho đã rồi tao kiếm mày, nãy giờ không thấy mày trong nhà. Đi ăn đám cưới phải mặc đồ vậy chứ. Ôi ôi, sang trọng quá ha. Nhìn giống quý bà quá à. Mà cái kiểu mà mày 25 tuổi phải không? Mặc bộ đồ này vô nhìn như 52 vậy. Mày vũ duyên quá à. Nhưng mà thôi kệ, có quý là được rồi, nghe thấy nó sang sang rồi. Xong mang dài vô đi. Biết sao không? Hồi nãy á, tao thấy đôi giày này nè, cái tao được biết thông tin là đôi giày này nó tới 8 triệu, đúng không? Mà bây giờ đất nhà quê mình là xịn đồ này nọ không à. Bây giờ mang vô một cái nó dơ, nó mất giá trị đôi giày. Chừng nào tới điểm hẹn một cái là mình chùi chân sạch sẽ mình mang vô liền, thấy không? Sang trọng rồi, thấy không? Mà công nhận ghê thiệt á. Lên đồ cái khác liền, lên đồ là không ai biết mày là một thằng chăn bò luôn á. Có nha mày. Ai? Rất bực luôn nha mày. Ai? Thằng đen á. Nó nhìn tao một cái, ủa? Cô đỏ chăn bò. Trời ơi, đất ơi, rồi xong rồi nó nói đồ đạc này là của nó nữa chứ. Ôi ơi, rồi nó nói mày ăn cắp đồ này của nó. Nè, tao không có ăn cắp đồ của nó nha. Tao giật, tao chạy luôn. Vậy là mày trấn lột của nó luôn. Tao trấn lột ngay tại chỗ luôn. Ê Mơ, nhiều khi tao chơi với mày từ nhỏ mà tao không biết mày phải con gái không nữa. Trong nhóm có mình mày là con gái thôi á. Mà mày dữ dằn nhất trong nhóm luôn. Đâu có, tao rất là thùy mị mà. Không, nhiều khi tao biết mày phải con gái hay là con quỷ nữa. Mệt quá à. Đói không, cái nét này rất là dữ luôn á. Mệt quá à. Cái này ghê hơn nha. Nhưng mà tại tao lấy biết tại sao. Tại sao? Tao ghét nó. Nhưng mà sao ghét nó? Trời, mới đi lên thành phố có tí xíu à, mới mấy tháng mà về. Không nói bập bẹ lắm, nói kỳ lắm, nói từ thành phố không mà, với lại không biết đi cầu khỉ. Mày nghĩ sao cái mặt nó mà không biết đi cầu khỉ vậy? Tự nhiên cái không đi cầu khỉ là cái kiểu mà nó chảnh chảnh đồ này nọ đồ lên, đúng không? Mày biết lên đó nó làm gì không? Làm gì? Nó nói với tao nha. Nó làm đầu bếp nổi tiếng, ghê không? Đầu bếp nổi tiếng hả? Làm đầu bếp mà mày ăn cắp những cái đồ này của nó hả? Vậy là chắc hả cũng hả giàu có đồ này nọ sang trọng lắm á. Mà có điều tao thắc mắc nha. Gì? Không biết làm sao trong cái giỏ đồ nó toàn là đồ phụ nữ không mày? Có đồ phụ nữ nữa nha. Hay là nó mua cho má nó mày? Không có. Tao nghĩ mua cho mày á. Trời ơi, vậy là nó bắt tao làm má nó hả? Cái thằng này chết với tao. Nó muốn ghìm cái sự mà hung hăng trong con người mày lại, cho mày trở thành một quý bà đầm thắm á. Bởi vì sao phải không? Tao thấy hai đứa bay á, như chó với mèo vậy. Gặp nhau là sủa, gặp nhau là quýnh nhau à. Người ta nói gì biết không? Thương cho voi cho giọt. Nhiều khi nó khoái mày á. Trời ơi, nói câu gì không có liên quan gì hết á. Thôi bây giờ tao mày đi đám cưới. Mày là Philip đỏ đi, nó là Philip đen. Tao phải kiếm một cái thằng Philip nào đó xứng tầm với tao, chứ tao không có lấy hai đứa bay nha. Thôi không lẽ tự nhiên mà lấy một thằng tên Philip cái mày tên hai mơ luôn. Hay mày đổi tên luôn đi. Ở tên gì? Mày là Mơ không? Philip Moore. Mày quấn cái miệng như cái kiểu mà nó nói chuyện vậy đó, phải không? Philip Moore. Mơ. Moore. Philip. Công lên, công lên. Mơ. Moore. Thôi kệ đi, kệ Philip rồi, nào cũng được. Rồi, chịu Mơ quê gián chịu nha. Philip Mơ quê gián chịu. Không. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ bộ đồ này có người biết tao chăn bò. Bây giờ có bộ đồ khác không? Thích đồ khác không? Có đồ khác không? Nói không? Đây đây, coi coi có đồ khác. Để tao cỡ cái này ra cái. Kiếm kiếm tao một cái bộ đồ nào mà nó sang sang màu rồi à, nè. Màu đỏ đi chúng ta được không? Có dâu chú dễ. Hộp đó đó. Giờ à, đây rồi. Cái quần. Gì vậy? Quần ăn cắp. Gì vậy bà khùng? Tự nhiên ăn cắp. Tự nhiên cái bà xứng vô trong đây cái tự nhiên bà kêu ăn cắp. Tụi bay đừng có cãi nữa. Thì ra tụi bay là đồng bọn với nhau. Nè, nói cho biết, bữa nay bà mà đã về tới đây rồi nha, là bà nói cho tụi biết là hả bà bắt một ổ tụi bay luôn. Gì vậy bà điên?
Bà điên hả bà? Bà không biết hai mơ này hả? Tôi là cái người ba trận nhất cà chớn nhất ở cái xóm này á. Nè, cái bộ ba của tôi nha bà. Trong xóm này á, nổi tiếng nhất là hai mơ nè. Cu đen nè, cu đỏ là tôi nè. Ê, mà... Philip. Philip đen, Philip đỏ nha. Cái gì? Mày mới nhắc thằng cu đen đúng không? Chứ ai? Ha, cái thằng đó hả? Cái thằng đó là cái thằng ăn cắp đồ của tao đó. Ủa? Vậy là... Ủa đồ này của bà hả? Không có ủa ít gì hết, tụi bay là một đồng bọn với nhau hết. Bây không giờ nên bây giờ không có nói nhiều nữa hết, không cần biết cu đen cu đỏ gì hết. Bây giờ tụi bay theo tao lên xã. Hai đứa bay đứng lại. Mày đây hả? Trời ơi, kiếm mày quá trời kiếm luôn. Đồ dài. Bộ đồ của Philip đen đâu? Philip đỏ qua trả đồ cho Philip đen đúng không? Đỏ cái gì mà đỏ đó, mày nhìn tao nè không? Bây giờ về cốt mày chăn bò rồi nè. Ủa gì chăn bò đó, đồ đạc ở đâu mà trả lại cho tao chứ? Để tao đạc cái gì mày hay quá ha. Mày bà chủ khách sạn hả? Bà kiếm mày kìa, không thấy mày hả? Bà mò xuống tới làng này, bây giờ bà nói chuyện với ba má mày ở nhà. Mà không phải nhà, nó dẫn lên trên xã luôn rồi kìa. Bà chủ nào chứ gì mày nói gì? Thôi mày đừng giả điên nữa được không? Mày ăn cắp đồ đạc của vợ chồng bà chủ khách sạn ha, rồi xong rồi mày mặc vô cho sang trọng rồi ha, mày làm Philip đỏ, Philip đen đồ này nọ, bây giờ đây mày hại tao, rồi sớm mình tùm lum Philip đen, Philip đỏ, Philip mơ hết trơn á. Có Philip đen, Philip đỏ đây là Philip mơ nào nữa? Tao nè! Trời ơi, chạy kịp rồi hả? Thôi hai mơ. Trời ơi, mày cũng lên đồ luôn hả? Thôi bà dí, sáng tới nữa là bà lột đồ tao rồi á. Bà lột đồ tao một cái hả? Cả xóm này nhìn rồi tao làm sao lấy chồng nữa hả? Cho mày vừa, cho mày đáng đời, biết mày lấy đồ của tao làm chi? Đó, vậy cho mày đáng đời, cho vậy mày mê mày lấy đồ mày vặn. Vì bà dí đáng đời lắm. Mà cũng tại mày không á chứ tại ai? Tại gì tại tao? Mày á, mày đặt đầu bếp đi, mày đặt sang trọng đồ này nọ là Philip đen chi rồi ăn cắp đồ người ta. Rồi báo hại về đây sang trọng làm tụi tao thấy tụi tao mê. Rồi xong rồi mày cũng đưa đồ cho tao mặc vô nữa. Thì mày cũng mặc vô vậy. Rồi tùm lum chuyện xảy ra hết trơn á. Ai biểu tụi bay đua đòi chi, tụi bay đồ của tao, tụi bay lấy mặc đã rồi bây giờ đổi thừa cho tao sao? Tụi bay không có lỗi trong đó nữa, không phải khơi đâu. Nhưng mà bà kêu tụi tao đồng bọn rồi bây giờ tụi tao sao? Bây giờ sao, biết bây giờ sao, bây giờ tao phải... Tao sẽ lên thành phố tao làm đầu bếp tiếp. Còn tụi bay ở đây làm đồng bọn của tao làm gì tao biết. Ê, mày định đi đâu? Ê, đứng lại đó mày. Nè. Trời, bây giờ sao? Bây giờ sao mơ? Bây giờ hả, bà nói tao với mày là đồng bọn á. Xong rồi có khi nào bắt tao với mày đền gấp 8 lần là chết luôn á Philip đỏ. Ô, đừng kêu Philip nữa. Mày kêu tao cu đỏ đi. Thôi giờ tao đi chăn bò. Hai mày giải quyết chuyện này đi nha. Tao đi chăn bò luôn đi. Trời ơi, bà tới rồi kìa. Trời ơi. Alo. Tí ơi. Để tí nói chuyện điện thoại. Tôi nghe tôi đang ở nhà. Hả? Lan về rồi hả? Ngon không? Ngon hả? Giá nhiêu? Tí có mèo. Mẹt má cho coi. Cái gì? Má ơi! Má! Má ơi! Ơi! Đừng ồn ào. Đang nói chuyện điện thoại mà. Cái gì con? Cái gì 300? Cái gì? Mắc vậy? Tí có mèo. Bớt đi. 150 thôi. Tí có mèo hả? Dạ. 150 thôi. Anh bay. Bà... Alo. Đợi chút để nói chuyện với vợ cái nha. Anh nghĩ gì sao? Gì? Anh nghĩ gì sao mà anh mèo mã gà đồng vậy hả? Mèo
má gà đồng gì đây? Đang ở nhà mà má gà đồng gì? Tôi mới nghe xong ông nói chuyện với cái thằng nào. Thằng nào mà nó gan quá, nó dám rủ anh là đi gái gú cái gì đó hả? Gái gú gì? Đang nói chuyện làm ăn mà tự nhiên gì vậy? Làm ăn hả? Làm ăn làm ăn với con Lan nào đó đúng không? Anh làm gì vậy nó? Hả? Lan gì? Ai nói? Thằng Tí nó nói nè. Cái gì? Hồi nãy con nghe ba nói là cái cô Lan nào đẹp lắm vậy, mới về. Ê, nói chuyện phải nói đàng hoàng, rõ ràng. Để má nghe má hiểu làm tía không có được, nghe chưa? Nó nói cái gì? Nó... Nè nha, đừng có cãi với tôi nha. Tôi nói cho anh biết, tôi đứng ở đây là tôi nghe hết rồi. Cái gì mà hả, con Lan nào là đẹp lắm, rồi còn trả giá nữa đúng không con? Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa, nói má nghe tiếp đi. Dạ là chú kia kêu là giá 300, mà tía nó mắc quá, chứ trả có 150 à. Trời ơi. Ôi da. Cái gì vậy hả? Thì thiệt ra là hồi nãy có cầm điện thoại, có nói những câu đó. Trời nhưng ơi. Nhưng mà thật ra là, trời, con phải nghe rõ ràng chứ. Tại sao con lại vô con nói má vậy, hại thôi tía đi. Vậy đừng có mà giả bộ với tôi. Ông làm như là ông hèm lắm đúng không? Làm cái gì mà trả giá từ 300 xuống 150, tưởng tôi không biết hả? Trời ơi, thì là đúng là có nói những câu đó, nhưng mà cái sự việc là nó không phải như vậy. Thằng Tí qua đây. Phải nói gì nói rõ ràng ngọn ngành, rồi hãy nói cho má con nghe, con nói về hại tía. Tại sao vậy? Tại sao lại dùng thủ đoạn hại tía như vậy? Nói đi. Dạ tại hôm bữa con mượn điện thoại tía chơi game mà tía đâu có cho đâu. Trời ơi, thì ra là cái chuyện này. Thì cái chuyện này mà con để con thù hằn, con hại tía. Nói với lại má là Lan này Lan nọ, tía có bồ rồi, mê gái rồi. Thôi anh đừng có cãi nữa. Cái này em phải bình tĩnh. Tiền nào là của đó. Cái gì? Em Lan này mắc tại vì em Lan là một em Lan đột biến. Trời ơi. Dạ má. Cái gì vậy? Cái gì mà Lan đột biến? Cái con Lan đó là cái con Lan mà nó mê đi sửa, rồi nó làm cái gì cũng ngộm lên, cái gì cũng đồ sộ lên, như nên là bây giờ ông ghiền nó đúng không? Trời ơi, cái này sao không ghiền được, cái này là tự nhiên, không có chỉnh sửa gì hết. Rồi keo đột biến là nó phải... Ủa, bà nghĩ gì vậy? Bà tự nhiên hả? Lan ở đây là Lan này nè, những cái Lan này nè, nó đột biến, nó lạ thì cái giá nó mắc. Chứ làm gì Lan gì nãy giờ bà tưởng tôi là đang nói chuyện với gái rồi ngã giá rồi bà đi điên hả bà nội? Trời ơi, ai biết đâu, tự nhiên cái mình thì con nói vậy thì mình thì thấy chưa, thấy hồ đồ chưa? Con nữa, lần sau đừng có trả thù tía những cái kiểu vậy. Tía là tía chỉ chơi Lan này thôi, nhưng yêu thì yêu má con chứ yêu con, hiểu chưa tí? Thôi đi vô đi, để bữa nào tôi cho mượn điện thoại chơi điện tử. Thôi được rồi, má cảm ơn con. Nhưng mà má nói nghe nè, lần sau á mà con nghe tía mà nói một cái gì là con phải nghe cho kỹ rồi con kể với má nghe không? Nãy giờ là má lên mà muốn đột quỵ luôn vậy á nha. Tại con muốn bảo vệ má thôi mà. Má biết rồi, má thương con trai má nhất luôn. Thôi con đi vô đi, để má nói chuyện với tía một xíu nghe. Dạ. Ôi ơi, là trời thiệt á. Con tôi cưng hết sức à. Không, lần sau phải là bình tĩnh lại. Chứ nè, nó không phải khoe chứ. Anh nè đang là chơi mấy cái Lan đột biến này nè. Đó, mà bà chuẩn bị hội thi đó. Nè nhìn mấy cái hình nè. Đó, thấy cái kia, mấy cái kia đó không? Quá trời kia luôn nè. Kia mà cái này mà phát triển càng nhiều nha. Tiền nó vô dữ lắm thiệt. Đó, nhìn nó mê không? Bảo đảm đạt giải đó. Nè. Gì? Mà em nói cho bà biết đó nha. Không cần biết là Lan đột biến hay là Lan gì hết á. Nhưng mà ngoài mê Lan đột biến ra là hả, chỉ được mê Huệ thôi đó nha. Trời ơi trời, Huệ là tối nào tôi cũng ôm tôi ngủ mà. Trời ơi, cái Lan đẹp quá. Hết hầu không? Mày làm gì mày rình rập trước cửa nhà tao vậy? Ở đâu mày vô mày rình rập cái gì trong nhà tao? Đi kiếm mày. Kiếm tao hay là kiếm vợ tao? Hả? Không mày không quá. Ở đâu đi ngoài về hả? Kiếm tao làm gì rình rập? Kiếm mày. Ở đứng yên coi cái coi. Cái gì vậy? Cái này phải không? Cái này phải không? Cái đâu? Sao?
Râu đột biến phải không? Râu đột biến hả? À, có không ta? Tại vì khoảng thời gian gần đây á là tao chơi toàn đồ đột biến không à. Lan đột biến cái gì cũng đột biến, không lẽ cơ thể mình đột biến mình không biết ta? Đúng rồi á, mày nhìn đi, trên đời này không ai có râu giống mày hết á. Ê mày cơ. Sao tao sao? Mày có một ruồi đột biến à? Đâu? Đó, có một ruồi mà có râu nữa nè, lông quá trời. Đấy, tao 19 tuổi là tao mộng tới vợ rồi. Thì bởi vậy mày bớt cà khịa tao đi. Mày qua đây mày làm cà khịa gì hả? Đại diện cho mấy anh em ăn nhậu, hỏi thăm mày nè. Dạo gà lúng gì cũng đột biến quên anh em luôn phải không? Trời ơi trời, bây giờ ăn nhậu không em ăn nhậu là nó rẻ tiền rồi. Tao chơi cái này đắt tiền hả? Chơi gì? Nó không phải khoe nè, mày nhìn đi. Ê, con cá chép này chiên một cái là nước mắm dầm à, lụm à. Lụm khỉ khô, mày quê quá. Quê gì? Cái này cái gì? Cá chép. Mày nhìn kỹ lại đi. À đúng rồi, con cá chép. Quê quá mày ơi. Con cá này người ta gọi là con cá khoay. Cái gì? Con cá khoay. Biết cá khoay không? Cá khoay á là con cá, nó cũng là cái giống cá chép à, nhưng mà nó sang chảnh hơn, người ta gọi là cá khoay. Mày làm như tao ngu lắm mà tao biết cá khoay rồi. Bữa hôm tao uống cà phê trên thị xã vô hồ cá, tao nói ơ con cá chép bị xèo mau, con cá chép bị ghẻ. Người ta nói không phải chú em ơi, chú phải hiểu rằng con cá chép mà nó bong bong đốm đốm là con cá khoay, giống như mày mới nói đó. Đúng rồi. Con cá mày có đó có xèo mau không? Đây nè, con cá này nó thuần khiết luôn á. Xèo mau gì? Đây là con cá khoay đột biến. À bây giờ tao mới nhớ ra, mày lúc nào cũng đột biến hết. Đúng vậy rồi. Thì ra nó là con cá khoay. Ê, cầm cho khéo nha. Đột biến hả? Hai người làm cái gì? Hai người làm cái gì mà hai người xì xăm nãy giờ vậy? Thôi con cá. Anh Sáu nha. Hả? Cái gì? Anh nha, anh đừng có nói là anh qua đây anh rủ chồng em đi nhậu là em không có đồng ý nha anh Sáu Còi nha. Không. Mày làm gì mà giấu con cá tao luôn vậy? Ê, tao tính giấu mày tao tính giấu mày muốn tao mét rồi phải không? Mét cái gì? Tôi giấu rồi mà nó không chèo tôi mét thêm luôn nè. Nó dạ? Giờ nó chơi qua con cá ba đuôi nè. Trời ơi trời mày nè, bây giờ anh chơi sang chảnh hơn rồi. Thằng này nó nhậu, nó qua rủ anh nhậu hoài, anh sẽ không đi nhậu nên chơi cái thú vui sang chảnh hơn là bây giờ anh sẽ chơi những thứ gì đó đột biến. À, đây là con cá coi đột biến nè, em nhìn đi, cái không? Sao mà anh cái gì cũng thích đột biến hết vậy? Con này nó lạ lắm. Con này hả? Đó. Em coi đi. Ý, cái con này là con cá chép mà chồng. Cá chép gì? Đúng rồi. Con cá coi. Coi đâu mà coi. À, nè, mày coi con cá coi, phải con cá coi không? Nó đột biến, anh không hiểu chứ. Con cá này rất rồi, là lạ. Sao? Tại vì biết sao không? Con mẹ của con cá này á, là nó có sống chung với con cá ba đuôi. Cá ba đuôi được sống chung, rồi bắt đầu cấy vô một chút xíu trứng, rồi xong rồi nó ở chung với lại con cá bảy màu nữa. Một chút xíu trứng cá bảy màu, và cuối cùng là ở chung với con cá chép. Và bây giờ sống trong cái bụng của con cá coi, rồi cái cấy cái trứng đó, cấy cái trứng nó vô con cái bụng con cá coi, xong con cá coi mới đẻ ra con này. Là con cá này cá đột biến, nó 3-4 giống ở trong đây. Nó đê mê vậy là thua rồi. Trời ơi, nó mua con này không bổn tiền chết tôi liền hả, phải không? Trời con này mắc chớ. Nhiêu? 300. Cái gì? Trời ạ. 300 triệu là hết cái mảnh đất của em rồi chồng. Trời em khùng quá, 300 ngàn. 300 triệu là anh mua lan đột biến rồi, chứ đâu phải mua con cá coi đột biến làm gì. Thôi mà nếu là 300 ngàn thì không phải là con cá như hồi nãy kể là sống gần, tiếp xúc gần, F1, F2 đâu. Không dám. Quê quá, mày quê quá. Thôi con cá này mà vô nồi lẩu lụm mà, ngon à. Lụm không? Mày cứ chỗ này lẩu lụm mà. Mày bớt đi. Mày suốt ngày nhậu hoài. Con cá này nè, bây giờ tôi sẽ xây một cái hồ, xong tôi thả con cá này vô. Mày mốt con cá này nó nằm được nhiều người biết, nó nổi tiếng rồi nha, là bán nó là tiền không đó nha. Rồi bây giờ tôi xin lỗi thiếu rồi, tao nói nè, tao là bạn đột biến nè. Mày đột biến? Tao đột biến à? Mày có gì đột biến? Chơi nhau mấy chục năm giờ muốn nghỉ chơi nghỉ không? Mày đợi nó đi. Mày mà chơi này hoài mày quên tao, mày quên đám bạn là đột biến mày luôn đó. Trời mày biết. Đột biến kiểu đang mày. Đang chơi muốn nghỉ hả? Mày đột biến không mà. Mày đi chơi với khỉ đột đi. Mày biến đi chơi với khỉ đột đi. Không. Tự nhiên à, bạn bè không ủng hộ nhau thôi. Cái gì? Nhưng mà em thấy là hả, ảnh nó cũng có lý á. Anh cái gì cũng đột biến nó thiệt ở nhà, thà anh đi nhậu cũng đỡ tốn tiền hơn chơi mấy cái đột biến này. Trời ơi em. Nhưng ơi, đừng có thiện cận quá. Mình phải hướng về một cái tương lai đi. Em là bây giờ anh là cái gì cũng phải đột biến. Bây giờ nè, em là vợ anh nè. Em sống trong căn nhà này với một người chồng thích những thứ đột biến như vậy. Thế là một người vợ thì em hãy biến đổi mình đi. Em hãy biến thành một người vợ đột biến đi. Cái gì? Trời ơi. Anh Bảy. Nghĩ sao vậy? Bây giờ muốn tôi trở thành người vợ đột biến hả? Được rồi, chuyến này hả, tôi sẽ đột biến cho anh coi.
ngự ở đất này, thế gian ai đẹp được dường như ta. Xưa kia Bạch Tuyết đẹp nhất trần, ngày nay lại có ta muôn phần đẹp hơn sao? Không có nha mày. Đứa nào vậy? Đứa nào cắt ngang nguồn cảm xúc của tôi vậy? Tao? Trời đất ơi, Duyên Duyên, người ta đang giải trí với thiên nhiên, tự nhiên sọc ngang miệng vô à, mất hứng dễ sợ. Mày đi ra đây đi. Thôi, mày vô duyên quá. Tao đang vui đùa cùng thiên nhiên à, mày sọt ngang là tao đã mất hứng rồi, giờ còn bắt tao đi vô trỏng nữa. Mày muốn nói gì mày ra đây mày? Tao dạ? Tao kiếm mày nãy giờ mệt quá à. Kiếm tao làm chi? Tao trả đồ cho mày nè, bây giờ mày trả lại tiền cho tao đi. Hê, không nha không nha, tao tự nhiên trả đồ cho tao. Ủa, đồ của tao đưa cho mày là để làm cho mày đẹp lên, làm cho mày lồng lộn quyến rũ lên. Ôi, bây giờ tự nhiên cái mày đem trả cho tao, sao mày ngu quá vậy? Mày làm cho tao đẹp hả? Ờ. Mày nhìn tao đi, chồng tao á hả, nó quýnh tao chạy không chết. Rồi bây giờ mày biết sao không, dòng họ nội ngoại tao hả, cạch mặt tao hết rồi. Chết rồi. Ôi, tao trả mày á, mày trả tiền tao. Không có chuyện đó. Chắc chắn là mày làm sai lời dạy của tao rồi, tức ghê vậy đó hả? Đâu mày quay cái mặt của mày lại đây tao coi coi. Nè. Trời ơi. Mày kêu tao là vẽ mắt. Mót ơi là mót. Mày làm như vậy là hỏng chuyện là đúng rồi. Tao kêu mày á là vẽ cái mắt cho nó hơi xách xách lên xíu thôi. Thì tao vẽ mắt xếch nè. Mày vẽ hai cái lưỡi kiếm lên mắt mày thì có. Mày vẽ hơi hơi thôi để nhìn cho nó quyến rũ, nó modern, hiểu không? Trời ơi, bà đi bà vẽ hai con dao lên mắt bà hay gì? Nhìn là muốn chảy máu hả? Tao không biết đâu, bây giờ mày xúi tao vẽ cái gì xếch lên, tao không biết. Mày nhìn nó đánh mặt tao nè. Nó đánh bây giờ mày nhìn đi. Nhìn giống như cô là hả? Con ma vậy á. Tại vì mày không có chịu làm đúng theo lời tao. Thì tao làm đúng theo lời mày rồi đó. Tao nói thiệt với mày á, mày quê mùa lắm. Mày có chồng mà mày không biết cách giữ chồng. Tao biết chỉ cho mày, tao thương mày là bạn tao. Tao chỉ cho mày gợi cảm thêm, quyến rũ thêm. Mày phải ăn mặc đẹp lên, make up nè, mình làm tóc cho nó modern lên. Đó, thì chồng mình á, nó nhìn mình nó mới mê mình. Thôi tao không biết đâu. Mày đừng có mà hả nói. Bây giờ tao chỉ biết là tao trả cho mày cái đống đồ này. Bây giờ là mày trả tiền lại cho tao thôi. Thôi đi. Hả? Tao biết âm mưu của mày rồi. Nè, đừng có làm cái vẻ nạn nhân ra ở đây. Bây giờ mày đạt được mục đích rồi, mà mày không muốn tốn tiền, mày kiếm chuyện để mày đòi tiền lại đúng không? Tao đạt mục đích hả? Mày nhìn cái mặt tao đi. Bây giờ hả, chồng tao hả, nó còn tính đưa tao đi trục vong nữa. Dòng họ tao bây giờ ai cũng xa lánh tao. Tao đạt mục đích gì? Thì từ từ để tao tính. Mày tính cái gì? Mày trả tiền lại cho tao đi. Tự nhiên tao đưa mày mớ tiền, bây giờ tao bị quýnh vậy nè. Mày im đi, mày nông cạn lắm. Bây giờ cái vấn đề gốc là từ mày, chứ không phải cái chuyện mà trả tiền lại hay không. Trả tiền lại mà mày mất chồng thì cũng vậy hả? Ừ ha. Giờ sao mày? Thì đó, mày phải từ từ. Ví dụ như cái cách này không có được thì tao sẽ ráng tao suy nghĩ cái cách khác để tao chỉ cho mày. Bây giờ mày giữ chồng. Mình còn cách khác hả? Sao không còn, trời ơi. Người ta là trăm phương ngàn cách đạt được mọi chuyện. Mày không... chỉ đi. Tao nghe lời mày hết mày một lần này nữa thôi đó. Thế nha, cái chuyện mà trả tiền lại cho mày nó quá dễ. Dễ lắm Móp ơi. Nhưng mà cái quan trọng là giữ chồng cho mày kìa. Thiệt á, mày khờ lắm. Tao nói thiệt nha, tao mà là mày á, chồng á là phải giữ tao, chứ không có chuyện mà tao cứ kè kè đi theo phải giữ chồng đâu. Mày nói như vậy đó mà hồi đó thì tao thấy mày có một mình nên là có ai hốt mày đâu. Nè, không phải là tao ế, mà là tao kén. Tao kén, tao chờ cái mối nó ngon lành thực sự tao mới hốt, hiểu không? Thôi được rồi, bây giờ mày giúp tao đi chứ mày vậy để vậy giờ tao không biết sao luôn. Rồi, biết rồi, bây giờ vậy nè. Mày phải cố gắng làm sao để mà khiêu gợi lên, sexy hơn nữa lên. Đây nè, mày phải mặc cái đầm nào ngắn hơn cái đầm tao đang mặc, hở hơn cái đầm tao đang mặc, mỏng hơn cái đầm tao đang mặc. Mày ghê vậy? Trời ơi, sao thấy ghê? Mày có biết tao thay bao nhiêu đời bồ rồi không? Trong khi mày mới có một đời chồng mà. Bởi vậy mày phải bắt chước tao. Nhưng mà mày chắc cái cách này là lần này là ok không? Trời ơi, có cần là tao đưa danh sách bồ của tao ra cho mày coi không? Tao nhiều bồ lắm luôn đó. Trời ơi, đàn ông nó mê lắm. Mình khiêu gợi, mình sexy quyến rũ lên, phải không? Nó mới mê mình đó. Bỏ ngay mấy cái bộ bà ba này đi. Tóc tai này nè, nhuộm lại hết cho tao. Xõa ra sủ sợi lên, hoang dại, hoang dã lên.
chắc nha mày. Chắc chắn mà. Lần này nếu không được nữa thì tao mới trả tiền lại cho mày. Mày nhớ nha. Thôi bây giờ tao tin mày một lần cuối cùng này nữa. Nếu mà không có thành công á, mày trả tiền lại cho tao nha. Rồi đó, thà là bây giờ tao chỉ hết cách rồi mà mày vẫn không thành công thì tao mới cam tâm tao trả tiền lại cho mày. Chứ giờ trả sớm rồi bỏ mặc mày, mày mất chồng tội nghiệp mày. Tao biết rồi. Vậy thôi mày, bây giờ tao đi về nha. Đúng rồi, đồ cứ giữ lại. Tao làm theo cái cách của mày liền. Đúng rồi. Nha, có gì tao báo mày nha. Ừ. Nha. Không được là mày nhớ mày trả tiền tao nha. Biết rồi. Nhớ nha. Sexy lên, khiêu gợi lên nha. Công nhận cái con này nó ngu dễ sợ. Đúng thiệt là con nhà Tông mà không có giống lông thì phải giống cánh chứ. Tí, con đang ngắm cái gì vậy? Dạ con đang ngắm lan. Ngắm lan, con thấy cái gì ở trên cái lan? Dạ con thấy cái rễ già thon lòn. Đó là sự đột biến. Con bắt đầu hơi hướng phái chơi đồ đột biến giống tía rồi đó. Ê bây giờ là hai đứa mình chơi đồ đột biến với nhau. Thì hổm rày ở nhà tía có bắt con cá coi vậy đó. Theo như cái sự chuyên môn của con nhìn thấy con cá coi của tía như thế nào? Con thấy cái sự đột biến của con cá coi của tía giống như con cá ba đuôi á. Đó là sự đột biến, đó là con ba đuôi. Là sao? Là con thấy sao? Giống con cá ba đuôi á. Là cuối cùng đó là con cá nào? Là cá ba đuôi. Ê, bắt đầu quan điểm rồi đó nha. Cái sự đột biến đó là nó kỳ lạ ở chỗ mà nó hòa hợp, nó khác người mới là đột biến. Ê sao tự nhiên mới thấy giống tao là bây giờ cà khịa tao lại vậy? Phải phát hiện ra sự đột biến kỳ lạ đó chứ. Nhưng mà con thấy nó giống con cá ba đuôi thiệt. Càng ngày thấy mày càng chả treo nói ra. Một tiếng là trả lời một tiếng. Thấy mày càng ngày cái tướng mày giống ông Sáu rồi đó. Cái gì đó? Cái gì mà hai cha con ồn ào mất trật tự quá vậy? Cái gì? Bắt nạt con tôi cái gì mà ông Sáu ở đây? Không đó, bây giờ nè, thẳng đây nè, ba mặt lời giải quyết chuyện gia đình luôn. Tôi nói nó là con tôi, đúng không? Mà nó phải tập tành biết chơi đồ đột biến. Mà nó chơi đồ đột biến âm ba tơ tầm bậy. Là nó nói lúc nào cũng cà khịa tôi là tôi không biết chơi đồ. Mà thấy nè, càng ngày cái tướng nó mớm rầm rầm. Giống ông Sáu lắm nha. Giống ông Sáu lắm nha, có dính dáng gì không? Ê, tôi nhịn anh đủ rồi nha. Cái gì nói giỡn là nói giỡn nha. Còn cái này anh nói là anh xúc phạm tôi là tôi xúc anh luôn á. Ê, vừa phải thôi nha. Bây giờ hỏi nó là con lít không biết nó. Nè, chú Sáu, hổm rày, con làm gì con qua nhà chú Sáu rồi? Dạ, con qua con chơi. Nhưng mà chú Sáu thương con lắm. Chú Sáu cho con leo lên cây, hái trái cây ăn với lại cho bánh nữa. Rồi sao? Chú Sáu kêu con kêu là bằng ba. Thấy chưa? Trời ơi! Cái gì vậy? Thấy chưa? Bây giờ con nít là không biết nói dối nè. Bây giờ nó đã tự tìm về lá rụng về cỏ, nó tìm được ba của nó rồi. Nó qua nhà ba, nó chơi, nó leo cây. Vậy nó cứ cái gì? Qua đây. Mày kiểm chứng lại mới được. Nè, bây giờ nè, thí dụ cái gương mặt này nè, mà nó có cái mục ruồi ở đây nữa, nó có mấy sợi râu rồi nữa. Ý, khuôn ông Sáu rồi, làm gì có chuyện đó. Nó là con tôi, sao không giống tôi? Ủa, anh á, anh là cái người mà thích chơi đột biến mà. Bây giờ anh thấy chưa, anh thấy con anh nó đột biến không chưa? Bây giờ anh không tin đúng không? Anh không tin nó là con anh. Anh đi xét nghiệm đi. Con tôi nó đột biến rồi hả? Là nó đột biến, nó giống... Giống gì? Anh làm gì vậy? Đứng đó! Mới nói có một câu rồi tính bỏ nhà đi đúng không? Cái đột biến này càng ngày càng nguy hiểm rồi. Nó đột biến căn nhà tôi quá kỳ lạ rồi. Bây giờ tôi phải đem con cá đột biến là tôi đối chứng với thằng bán cá. Không phải cá này cá đột biến không? Nó có lừa đảo tôi không? Chứ mấy nay hoang mang quá, từ lúc này nhà cãi lộn tùm lum ta la. Khỏi đi, tao đi rồi. Tao biết thằng đó lừa đảo luôn, tao hỏi tội nó ai về cái đó. Người ta mua đen mua đỏ trơn đâu. Biết thằng nó là gian dối bị phạm pháp, thế nào pháp được trừng trị nó. Bây giờ nè, chỗ bằng già tao giúp mày ha. Mua cái là 300 ngàn, nó lậu hang mình xử, chịu không? Mày biết thằng đó trốn luôn hả? À, nó lừa đảo tao hả? Nó lừa đảo. Mày cúi xuống coi. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì? Mà coi giống ai? Giống ai? Giống ai? Con của tôi, con của tôi. Không con của tôi, con của tôi. À. Bây giờ trời ơi trời, từ lúc chơi đột biến rồi tôi bị điên, cái đầu tôi đột biến quá. Nè nè, không cần 300 ngàn đâu, tôi cho mày con cá luôn, mày đi phóng sanh đi. Kể từ giờ, bây giờ tao sợ quá rồi. Bây giờ tao quá sợ rồi, tao sẽ không chơi đồ đột biến gì nữa. Tao sẽ sống một con người bình thường, một cuộc sống bình thường, yêu vợ, thương con, không đột biến gì nữa hết. Đúng không? Vậy mới thực tế không? Tối ngày đột biến hoài.